Nói chừng bằng tuần đó ha, là không có ai cũng đậu hết, mà không đậu cho nó là nó quậy. Vậy hả? Thương quá ha. Thương hồi đó dễ đi qua sợ tầng luôn thấy có chỗ bàn thờ á. Ừ. Rồi cái mình quá. Cúng rồi cái nó ra đó nó nằm đó. Trời ơi. Ờ cúng rồi là nó ra đó nó nằm đó. Vậy nằm không thương cho được. Đó. Ừ. Thấy tội lắm. Cô bộ không tan nó ngang ngang lưng hay là rồi, buộc ngang đầu. Rồi ngang cái vai gì đó. Vậy mà chịu hả? Ờ vậy mà chịu chứ không có buộc trên đầu. Dạ. Ngang cái vậy đó. À, sao ngộ vậy đó nghe. Thương quá. Vậy đó mà cái nó chịu hả? À. Nó im gu, nó cũng đi lòng vòng mà nó im lắm, không có phải như bình thường. Cảm xúc quá. Dạ. Bởi vì thấy tội nó dữ lắm, người thương rồi, nó hoài. Rồi lúc mà chôn ổng rồi là nó ra nó nằm nó hoài tới bây giờ hả con? Nó chôn rồi là nằm hoài. Mấy năm rồi con? Năm nay là 6 năm rồi đó. 6 năm mà nó vẫn tới đó, tối ngủ đó. Tối thì ngủ, có khi ngủ khi không. Bị cái này mũi quá mũi. Mũi ha. Mà giăng mụn nó không hả? Nhưng mà đặc biệt, là lúc mới về chôn là nó lên nằm đó suốt luôn hả? Dạ, nó nằm chưa có mặt gì cho là nó ở đó không đó. Tới chừng mần rồi đó ha. Là nằm hoài suốt mùa thu luôn. Mấy năm con, nằm suốt nhiều. Tới bây giờ luôn ha. Tới bây giờ luôn đó. Là 6 năm á. Ừ. Hãy buồn buồn cái nhảy lên đó. Rồi muốn đi đâu đi, về cái cũng nhảy lên đó. Rồi muốn vô nhà thì cũng vô vậy, đi vô đi ra bình thường. Nhưng mà đặc biệt là cái mộ. Dạ, yeah, cái mộ đó. Chắc là nó nhớ ông. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa vị, hiện giờ là lúc sớm Châu Phú đi vô, ông bồng đi vô thì chú chó sợ là không biết phải dằn bắt chó không, mua chó hay gì đâu, đi ngoài đường con không dám vô trong nhà luôn quý vị. Thì bây giờ hai anh em của Châu Phú cùng với chú Út và ba cũng đi vô để mà tìm coi chú chó nó có về chưa, có lại cái ngôi mộ đó không. Dạ, A Di Đà Phật. Sao giờ này đi vô trong đêm vậy, cảm giác sao sư huynh? Không, tại vì mình thương động vật thì đi giờ nào cũng không ngại hết á. Yeah. Tại vì nghe mấy chú này kể rất là ly kỳ ở sớm á. Yeah. Mấy chú ngồi trên mộ suốt bao nhiêu năm nay rồi. Yeah. Nhưng mà mình muốn đến trực tiếp để mình xem chú ngồi trên mộ như vậy, để mà mình cho quý vị cùng xem, để mình thương chú chó nhiều hơn nữa quý vị. Chúng ta không nên sát hại những loài chó nha. Yeah, yeah. Thì bây giờ là sẵn đây có sư huynh ở trong xóm nè, cũng cùng đi nữa, để mình xem coi chú chó này ngồi trên mộ để nhớ ơn chủ như thế nào nha quý vị. Dạ, như là Phật mời sư huynh ha. Bây giờ trời cũng đã tối rồi quý vị. Trời chú Phú đang đi về nhà rồi. Yêu mến động vật quá quý vị ơi. Dạ. Nhất là chú chó mà thông minh mà khôn mà biết nhớ ơn chủ thì càng thương nhiều nữa. Đúng rồi. Bây giờ quý vị thì đang đi trong đêm. Tại vì lúc sớm đi lại thì cầm máy quay phim 2-3 cây dựng để quay. Rồi chú chó sợ quý vị. Chủ kêu vô cũng không vô nữa. Đó. Đi ngoài đường giống như một đứa trẻ vậy đó quý vị. Tại vì cấp trưa có đến nhưng mà cầm nhiều cái máy quá, rồi đông quá đó. Chú cũng ngại không có vô nhà, chú đi tới đi lui hoài đó. Cho nên cái này mình đi đừng có ồn ào quá nha. Đi chậm coi chậm chú Sáu bất ngờ coi chú chó này sao nha. Dạ. Giữ cái đèn cái thêm đi đừng có bật gì nha. Dạ. Nữa tới nó bật nó sợ. Đúng. Mình làm gì đó, giữ cái gì đó, đi đi người đi ngoài đường gì. Chó đang đứng kìa. Nó đang ngồi trước cửa nhà kìa. Giới thiệu chú chó này nè. Dạ. Kính thưa vị thì chú chó đang ngồi ở trước cửa nhà đó vị. Đây kính thưa vị, chú chó này là đã 13 năm rồi quý vị. Anh Nghĩa đứng đây nè, anh Nghĩa kìa, đã qua bên mộ rồi đó quý vị. Chú chó này nghe nói cảm động quá, mến chủ. Dạ. Biết ơn chủ đã cứu mạng. Dạ. Thoát chết cho nên ông chủ ông khuyên là mai mốt không có quậy phá, không có đuổi dịch nữa thì sẽ mai mốt sẽ nuôi chú luôn. Đó, lên mộ đó. Lên mộ đó gì vậy? Kè Quỳnh Nghĩa, qua đây giới thiệu Quỳnh Nghĩa. Đó, chú là chú chó đang nằm trên mộ đó gì? Đó. Dễ thương quá, dễ thương luôn. Vậy mà không thương sao được ta? Quá dễ thương ha. Dạ, đó là ba ngôi mộ nha quý vị. Mà thường thường là hay nằm mộ ngoài hả con? Mộ ngoài á. Vậy đó ha, bữa nay tại vì có khách đông quá khách rồi. Đi đến nè.
này. Dạ dạ dạ. Tất cả mà giờ cũng đang trèo lên mộ của quý vị. Đấy vậy. Đây là chú chó mà nằm ở trên mộ để mà giống như là nhớ ơn chủ đã tri ân đó vị. À, tôi cũng gọi cho quý vị xem đó. Dạ, cô Năm ơi, bây giờ cô có thể lại cô kể lại dùm con cái câu chuyện mà chú chó này giữ mộ nè cô Năm. Để cho bà con được biết á, hiện giờ á, mấy anh em con đi lại trong đêm nè. Nhà cô Năm kể giùm cho con. Kể là nó thường xuyên nằm bao lâu rồi? Là cái câu chuyện là từ đầu tới cuối chú chó này từ đâu mà cô? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Nghĩa xin kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo và quý vị khán giả. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt quý vị ơi. Thì Nghĩa sẽ giới thiệu cho quý vị một chú chó rất là dễ thương, rất là đặc biệt. Chú này là rất là trung thành với chủ. Thì nghe kể rằng là ngày xưa ông chủ là ông Phạm Văn Then đó quý vị, là đã cứu mạng của chú sau cái lần mà cái người chủ nhân chính thức á, đã nuôi và đã nhiều lần chú chó này quậy và hay đuổi dịch đó, rồi bị người ta đánh rất là nặng và chú Then mới đem về để cưu mang và nuôi và dạy, và sau này chú chó rất là ngoan, rất là thuần thục. Và nghe một mẫu chuyện rất là cảm động, làm cho Thiện Nghĩa phải từ Sài Gòn phải bay về tới đây tìm cho được chú chó và đi đến ngay ngôi mộ của ông Phạm Văn Then. Và ở đây có cô Tư nữa, là người vợ cũng đã trực tiếp kể lại cho quý vị nghe một chú chó rất là có cái lòng trung thành với chủ. Coi như là quý vị sẽ nghe cô Tư kể nghe rất là cảm động quý vị ơi. Chú chó mà ngồi trên cái mộ này suốt 6 năm trời để mà nhớ ơn chủ của mình đã cứu mang mình, đã cứu mạng sống của mình. Thì xin chào cô Tư. Thì Nghĩa rất là hoan hỷ khi được về tới đây để mà chứng kiến một sự việc là có thật 100% là chú chó đã nằm trên ngôi mộ để mà nhớ ơn người chủ của mình. Thì điều đó có đúng như vậy không cô Tư? Có đúng. Giờ mấy chú muốn nghe thì qua đây ngồi bàn lại rồi tôi kể. Cô Tư kể nghe qua, từ đầu tới cuối nghe. Từ đầu tới cuối. Dạ mời Phật. Bài với chú của bà Bảnh luôn ha. Rồi. Cái bàn ngồi cái chuyện nha, với đập bà. Rồi. Rồi quý vị sẽ nghe một mẫu chuyện rất là thú vị và rất cảm động quý vị ơi. Loài vật mà cũng rất là trung thành và rất là yêu mến chủ của mình đã cứu mạng nha quý vị. Rồi, xin mời quý vị. Thì về để mà nằm đó kìa. Để giữ mộ con nhờ cô kể luôn cho chắc là kêu ha. Vé xe này cái đây để con ra cho. Ra đi. Rồi, Di Đà Phật nè con, con ở đây nè con. Có anh Thiện Nghĩa đồng đạo đây, vô đây ngồi nè ba. Vô đây ngồi. Trời ơi, nãy thăm chú chó này đặc biệt quá, chú chó dễ thương quá, thương rồi. Ngồi đi con. Rồi con mời cô ha. Rồi anh Nghĩa qua đây ngồi luôn nè anh Nghĩa. Rồi qua đây với cô ha. Rồi ngồi luôn đi, rồi cái em quay sát thật luôn. Là chú chó giữ mộ bên đó đó. Để tôi đi bắt cái đèn này lên cho nó sáng cái. Kéo cái cục này xích ra sao anh Nghĩa? Ra sao anh? Ra sao luôn hả? Phải cái cục của anh á. Vậy hả? Dạ. Có ngồi đâu? Đứng rồi đó. Rút không vô, vô ngồi luôn đây nè. Có ghế nè. Vô đây ngồi đi. Rút vô ngồi đây nè, có ghế nè. Dạ, không có đâu. Rồi con mời ha. Dạ, nè ba vô đây ngồi luôn rồi ba. Bạn để chú ngồi đi. Còn ghế nữa nè. Ngồi đi ngồi nghe cô cái chuyện. Kìa qua kia ngồi, bên kia luôn. Kéo qua kia nè. Rồi chú chốt ngoài đó đi. Rồi, ngồi đi. Rồi, con mời cô ha. Con ngồi đâu tốt đó à, đẩy qua sát đây luôn con. Xích đi nè, xích vô nè. Con ngồi cái chân chú út mới uống nè. Cô qua đây đi. Chú út ngồi mấy bạn vậy em. Đúng rồi. Rồi, Di Đà Phật rồi, con mời cô ha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay thì Châu Phú đã đi đến nhà của cô Năm nữa vị. Còn ở đây còn bà con hay gọi là cô Tư nữa. Và cô có hai thứ bên cô là thứ Tư hay gì không? Thứ Tư. Còn bên chú là thứ Năm ha. Thứ Năm. Dạ Di Đà Phật. Thì thưa cô,
Hôm nay con với anh Thiện Nghĩa với chú Út với ba con này nghe tin là ông chú Năm á, là ngày xưa là nhận nuôi cứu mạng được một cái chú chó đó, là chú Phèn đó. Thì khi sau này á, là cái chú Phèn đó, khi mà chú Năm mất đó, thì chú Phèn đi về nằm trên cái ngôi mộ mà giữ mộ mấy năm trời đó con. Thì con nhờ cô kể là từ cái nguồn gốc từ đầu tiên luôn, con chó này là người nào nuôi cho tới khi mà giữ mộ giùm cho con ha. Quan Hỷ giờ này con đi ban đêm thông cảm nha cô. Không sao mà. Dạ cô kể, cứ kể thông thả, nhớ từ từ, kể từ từ thôi, con không có gấp. Hồi xưa là nó gần đây ha, là bị sao đó cô kể lại. Nghe gì ở đâu đó? Hồi mới ban đầu thì tôi vô trong vườn trồng á, tôi nuôi cá. Cái gì ở trong á thì tôi nuôi, còn ở ngoài thì có một cháu. Nuôi ở ngoài cái con chó này là của con cháu nha. Rồi cái nó phá quá, cái chủ nó nói thôi bây giờ mày phá quá tao cho người ta ăn thịt, em cho người ta đi, không có nuôi. Nó phá là nó làm gì cô? Nó rượt dịch người ta. Con chó này hay rượt dịch lắm. Đúng rồi, nó đi rượt dịch người ta. Rồi cái rồi ta mắng vốn hoài ha. Cái nó đòi đi cho hoài. Cái ông này ông nói thôi mày không nuôi để tao nuôi, đừng có cho nó, cho người ta ăn thịt tội nghiệp nó lắm. Cái nó nói ông nuôi thì ông đem về ngoài đi, cái tôi không nuôi à. Nó phá quá. Cái ông nói thôi để tao nuôi. Mà đem về ngoài nó cũng rượt dịch nữa. Rồi người ta đập. Ta đập nó lết ở ngoài đồng á, nó kêu cẳng cẳng luôn á. Đi vô đâu có nổi. Cái ổng mới nói rồi, con chó này bị người ta đập rồi. Cái ổng mới ra ẩm nó vô. Ẩm nó vô có kêu người ta đi chích thuốc, kêu mấy cái ông thú y đó nên chích. Cái rồi hết, vài bữa hết, cái cũng thời gian sau cái nó cũng đi được nữa. Cái người ta đập ở trên đầu á. Cái bây giờ còn có thẹo nữa đó. Đập nặng chứ con. Nặng lắm. Đập trên đầu. Dạ, nó kêu tính đập cho nó chết, bị mấy dịch nó thả đó không hà. Rồi sao nặng nữa, nặng dữ à hả? Cái ổng cũng ra, ổng kéo vô. Bự rồi, cái ổng kéo vô. Kéo vô, cái ổng cũng đi kêu chích thuốc nữa. Cái sao nó hết, nó không có sao. Chích thuốc nó hết à. Rồi sau này cái tôi không có nuôi cá nữa, cái tôi về ngoài này. Rồi nó cũng theo, nó về ngoài này, nó ở vậy đó. Không có về chủ. Chủ nó chỉ ra mà nó không có về, không ra đó. Không về chủ luôn. Không về luôn. Trời ơi, ngộ quá ha. Nó mến ổng dữ lắm, chó này nè. Nó mến dữ lắm. Rồi chắc nó biết ổng cứu mạng nó. Dạ. Đúng không? Rồi cái về đây đó nó cũng bệnh nữa nha. Nó cũng bỏ ăn nữa. Cái kêu cái chú mà chích nó đó, nó nói trời chó này tôi chích hoài hả, bà đừng sợ. Ở trong đồng tôi chích mấy lần rồi. Mà chích cũng làm ngu vậy đó. Cô kể là khi mà hai lần bị đập đó, rồi sau đó nó nghỉ được dịch đó con. Rồi kế tiếp nữa sao con? Ông nói sao mà nó nghỉ được dịch con? Ông nói gì nè, mày á, lần này mà mày được dịch nữa đó hen, là người ta đập mày chết chứ không có sống nổi. Hai lần rồi. Đừng có phá của người ta nữa. Đã đập chết tao không cứu không? Không biết đường đâu mà kiếm mày. Rồi đó, từ đó tới sau là nó không có rượt nữa đó. Nó không có tha dịch tha gì hết trơn. Nó bắt dịch nó không có ăn. Nó đem lại cái mấy hầm á, nó sắp hàng gì nè, 6-7 con gì đó. Dịch bằng cầm cẳng gì. Ông khuyên như vậy nó ngưng luôn. Ông nói vậy đó, ông nói nếu mà mày còn nữa đó hen là ta không cứu mày nổi đâu. Giống như nó cảm nhận được lời dạy ha. Ông học với mình vậy đó nha. Ông nói tôi nói nó dữ lắm ta. Rồi sao cái nó hết, nó không có, từ đó tới bây giờ luôn đó, không rửa con gà mà không rửa con vịt, không có rửa con nào chứ. Thấy nó hiền á, thấy nó tướng hùng hồn mà nó hiền. Về đây mà rửa gà rửa vịt chút đập nữa. Vịt gà tôi nuôi gà hàng lắm luôn mà không có. Mà nếu mà không biết dạy nó khôn á, nó cũng rửa nhưng mà chắc có lẽ là nó biết nghe. Nó có cảm nhận nhưng được. Mà chú cứu nó hai lần như vậy đó, rồi nó có thương, nó yêu gì chú ông, nhờ cô kể tiếp. Thấy có chứ. Nó mến ổng dữ lắm. Ổng ăn sửa sạn mà ở trong đồng đó, hãy ổng dẫn chiếc xe kia kìa. Hãy sửa sạn dẫn xe là nó chạy về tới đây. Chạy theo đó. Chạy trước không à. Bị ổng đâu có chở. Tối nó ổng khiều khiều, nó dở mùng ổng gì đó. Tối rồi nó ngủ, ổng ngủ đó ha, là nó dở mùng, nó thăm chừng. Đêm nó khiều khiều. Đêm nào ổng vậy chân á. Ổng nói mới đầu không biết giật mình. Sợ bị ngủ có mình nên trong đồng mà.
cái ổng thầm ha. À, hãy phi phi cái nó dở mùng, nó khều hãy ổng lên tiếng thì thôi, còn không lên tiếng thì không biết sao nè, cái đó mình không biết. Cái ông nói chàng ơi, nó làm việc mình hoài bà ơi, nó khều tôi hoài à. Rồi cái về đây mà ổng bệnh đó nha, ổng bệnh mà đem ổng đi nằm nhà thương nó tính. Dạ. Nó nằm ở ngoài bụi tre này nè, nó nằm ngoài đường đó mà nó ngóng ra hoài. Nó không ăn, không muốn, mà khó ăn luôn đó. Đã từng lễ luôn á. Thương quá ha. Dạ. Thương quá. Rồi cái ổng về ha, nó mừng dữ lắm. Đem vô tới nhà rồi kìa. Mà nghe ta nói nó khều nè, cái tay nó. Khều à. Ờ, nó khều cái trán, cái đầu gì nè, nó khều rồi, nó khều lại khều cái tay nữa. Chắc nó cảm mến á, nó không biết nói cái điều gì, nó thâm á. Nói tiếng không được nhưng mà điều cũng nó thể hiện cái tình cảm ha. Cái cảm xúc của nó ai cũng tội hết trơn. Nó chàng con chó này thiệt tình nó thương gì đâu chàng. Quá chừng. Rồi tới chừng ổng chết rồi ha. Là hồi chết không có đi đâu hết trơn, nằm đó luôn, nằm ngay chân đó luôn. Nằm ngay chỗ đó hả? Nằm ngay cái sàn đó luôn. Dạ. Ừ, dạ. Chưa có trôn đó. Dạ. Cái nằm hoài đó không có đi đâu hết trơn. Kêu ăn ngủ gì cũng không ăn, cho cái gì không ăn cho. Cái tới chừng chết rồi ha, cái bằng cái mã này nè. Chưa có khô luôn á. Là nó nhảy lên nó nằm hoài suốt mà thu luôn á. Nó không có đi đâu hết trơn. Dạ. Rồi hãy la quá. Thì vô nằm ngay cái bàn thờ đó, bàn ở trước cửa đó đó. Nó lúc chết có để tang cái gì đó cô khó nữa sao đó. Ừ. Cô kể đó nghe hay quá nè. Hồi ổng chết đó là có để tang cho nó nữa. Sao nói à. Dạ, sao mà biết lý do sao để tang cho nó? Mình thấy nó mến quá, thấy nó mến quá ha. Cũng xuống mắt cái trường á. Vậy hả? Ừ. Cũng như con vậy đó, rồi nó thôi kệ để tang cho nó đi, tội nghiệp nó. Mà chạy tới cho lôi hả cô nói sao? Cô không để tang cho nó quậy không? Coi tới chừng bằng tầng đó ha. Là hả? Không có ai cũng đậu hết, mà không đậu cho nó là nó quậy. À, thương quá ha. Thương dễ sợ luôn rồi. Có chỗ bàn thờ á. Ừ. Rồi cái mình cúng rồi cái nó ra đó nó nằm đó. Trời ơi. Ờ cúng rồi là nó ra đó nó nằm đó. Vậy nó không thương cho được. Thấy tội lắm. Cô buộc không tan nó ngang lưng hay là rồi, buộc cột ngang đầu? Ngang cái vai gì nè. Vậy mà chịu hả? Ờ vậy mà chịu, chứ không có buộc trên đầu. Chà ngang cái vậy đó. Sao ngộ vậy đó nghe. Quá. Vậy đó mà cái nó chịu hả? Nó im gu, nó cũng đi lòng vòng mà nó im lắm. Không có phải như bình thường. Cảm xúc quá. Dạ. Bởi vì thấy tội nó dữ lắm, người thương nó rồi, hoài. Rồi lúc mà chôn ổng rồi là nó ra nó nằm nó hoài tới bây giờ hả con? Chôn rồi là nằm hoài. Mấy năm rồi con? Năm nay là 6 năm rồi đó. 6 năm mà nó vẫn tới đó, tối ngủ đó. Tối thì ngủ, có khi ngủ khi không. Bị cái này mũi quá mũi. Mũi ha. Mà dân mùng nó không hả? Đặc biệt là lúc, mới về chôn là nó lên nằm nó suốt luôn hả? Dạ, nó nằm chưa có mặt gì cho nên là nó ở đó không đó. Tới chừng mần rồi đó ha. Là nằm hoài suốt mùa thu luôn. Mấy năm con, nằm suốt nhiều. Tới bây giờ luôn ha. Tới bây giờ luôn đó. Là 6 năm á. Ừ. Hãy buồn buồn cái nhảy lên đó. Rồi muốn đi đâu đi. Về cái cũng nhảy lên đó. Rồi muốn vô nhà thì cũng vô vậy. Đi vô đi ra bình thường. Nhưng mà đặc biệt là cái mộ. Dạ. Cái mộ đó. Chắc là nó nhớ ông chủ cứu mạng. Còn cái buồn ngựa đó túng. Cái buồn ngựa đó để ổng đó ha. Dạ. Đem vô buồn rồi. Không ngủ đây đó. Nếu mà không mấy là vô cổng nằm đó. Bằng ngày cũng vô đó nằm nữa đó. Vô trong buồn nằm cái bụng ngựa ra đó. Chứ không có nằm tầm bậy tầm bạ. Thôi là ra đây nằm nè. Vậy đó. Nó cũng không biết cái hơi nó làm sao mình không biết. Nó có cái cảm nhận đặc biệt lắm đó cô. Một con chó mà mình thương nó rồi ha, mình bỏ đi lạc mấy cây số đó ha, là nó vẫn trở về đó. Và quý vị biết không, con chó mà mình, con người mình giận với nhau, còn chửi mắng với nhau thì nhiều khi còn giận hờn. Còn con chó mình chửi mắng nó, mình đập nó vậy chứ hồi nó chạy chút xíu nó cũng trở lại mình à. Mình về nó vẫn mừng mình. Vẫn mừng, đúng rồi. Chủ nó ra đây nè, cũng ra đây chơi hoài nè. Mà nó mừng chút nó đi à. Nó lại nó khều khều cái rồi đó, nó đi à. Không ăn mà ha, không ăn mà. Rất là sao á. Nó giống như mừng. Đó giống như là đã ký thác cho ông này rồi, thật ra bây giờ thuộc về ông này rồi này, mà nó không có mến cái phần ghét nó đó. Không ăn mà như xưa ha. Rồi nó không chịu. Đúng rồi, con chó mà mình thương nó thì nó hiểu hết à. Dạ. Mà mình ghét nó cũng hiểu nữa, cho nên nó cảm nhận được hả cô ha. Dạ. Chàng ơi, mấy cái cháu kìa nhỏ nhỏ kìa, nó lên lưng nó cởi ha, như con ngựa vậy đó. Dạ. Còn chừng nào mà quạ quá thì bỏ đi. Đó, tụng xuống cái phủ mấy nhỏ này xuống cái bỏ đi. Chứ không có sủa, không có quạo, không có gì hết. Thôi lắm.
Bởi vì tôi nói ăn, nói nào nghe mình ăn mặn nha. Ăn gì ăn? Ăn cá nó không ăn, nó cũng kén ăn. Cái một thịt cô riêng chứ ăn. Tôi mốt cố gắng tập cho nó ăn chay, cô phước lắm đó. Chó này rất là thông minh mà rất là khôn mà lại hiền nữa. Coi như là ngóng tai nghe mà cỡ kìa chúng không. Ngóng tai nghe kìa, kìa mặt nhìn kìa thấy ghét không? Dễ thương dễ sợ không? Nằm trên mộ cái gì ơi, thấy thương quá. Con vật mà có tình thương, tình cảm đối với chủ như thế thì chắc rằng chúng ta cũng phải nhìn lại mình nha. Nhìn lại mình để đối với người thân của mình. Nhưng mà kiến nó từ hồi nhỏ rồi, không có... Dạ, vậy ha. Chạy về đây là ổng về đó. Dạ. Yeah. Khôn quá ha. Ổng sửa soạn dắt chiếc xe là nó chạy trước rồi, chứ không có đợi. Mình chuẩn bị mình đi qua bển, mình hỏi thăm các anh ở bên nhà bển luôn cho Quỳnh nghĩa ơi. Đi bển hả? Đi về qua bển chơi cô ơi. Có anh trai kìa ha. Đi qua đông quá thì nó bỏ đi không? Đi đâu? Hết đi rồi, hết đi rồi. Dắt này ngủ rồi, dắt này nó ngủ. Nó buồn ngủ rồi đó. Đi nè. Nó nằm trên mộ dễ thương quá. Cái câu chuyện này là nó nằm bên cái mộ. Bên mộ này nè. Màu xanh này ha. À cái mộ đó đó. Dạ. Dạ. Hồi chiều vợ đó đi mới chạy về đó. Tại vì ông Phú đi tới đây cầm máy móc tùm lum cho. Không dám. Nó sợ nó chạy. Không dám ở nhà. Dạ. Đây ngồi anh ngồi, ngồi chơi. Rồi anh Nghĩa lại hỏi thăm. Thì Nghĩa hỏi thăm chút coi. Cái này là kế bên là anh dạ. Là cháu hay gì của cô? Cháu. Chả mà rể. Thấy nó khôn không? Chó khôn không à chứ? Vậy hả? Sao thấy nó cái mặt nó vậy mà nó cũng hiền, nó không dữ hả? Nó hiền khó quá. Thì hả? Ở nhà nó 400 con nè, mà bùa ra rồi bắt đầu phấn lộn chứ, nó làm rồi nó ngậm không à. Vậy hả? Chứ không có giỡn, không có cắn gì người ta. Gặp như chó mấy chó kia, gặp bự quá rồi nó hơi sợ. Mấy chó kia cũng đâu sợ đâu. Nó thông minh quá ha, nó khôn. Đặc biệt là chú thấy nó nằm trên cái mộ này lâu không? Lâu lắm hả? Từ ngày dự tư mắt là đi đâu đi, vòng vòng nhà đó là phóng lên đó. Đi đâu đi, chạy gì đó ha? Ngủ chắc chưa cũng phóng lên đó nằm đó. Vậy hả? Rồi, dữ quá. Nó ốm đó, cái hồi lặng nó có da nó thịt, nó già ốm. Vậy ha? Năm nay ốm. Chứ nó thiếu nữa rồi không có đi á, nó không có đường đực được, nó ở nhà không. Chú thấy con chó này có đặc biệt gì không? Nó là chú chó đặc biệt không so với chú khác không? Nó cũng đặc biệt rồi, cũng dạng như nó khôn rồi, cấp ông Dương Tư cũng còn sống á, nó khôn. Với ông bệnh rồi á, là lấy cái lúc nó cày cận ổng ha. Cày cận dữ lắm, cũng như là Dương Tiễn mà với có con chó mà nó theo gì. À, theo Dương Tiễn vậy á. Ổng đi đâu nhậu cái gì không biết. Là phò phò vậy. À, cho đến lúc bệnh và lúc mất luôn. Chú ở đây chú thấy hàng ngày chú giữ cái mộ gì chắc chú thấy chắc cũng xúc động ha. Nó nhớ ăn chủ nó quý trọng. Đúng bình thường như cái kén ăn lắm. Nào thích thì ăn, không thích thì không ăn đó. Nó già. Ngoài ngon giờ cũng không ăn nữa. Mà muốn nào nó ăn là nó ăn. À. Trung thành với chủ quá bà con ơi. Anh nhảy lên cũng biết là cái gạch của người ta chạy luôn. Bóng nó chạy nó ngồi bóng luôn đó hả? Rồi. Rồi. Nghe nói nó ngồi với cái chai đít luôn đó hả? Nó bằng biết khờn á. À. Cái móng chân này. Cái móng chân với ông Phạm Văn Thang. Dạ. Lúc mình dắt gạch rồi. Ở đó mà ông chạy xe là anh chạy trước, anh chạy theo sát bên mà. Ông về cổng thì nó cũng chạy theo. Lên trên đây nằm ghét mà sờn cái gạch chân quý vị. Dưới chai đít luôn rồi chú Phú ơi. Dạ. Đít chai chân. Nè lại đây quay cái đít nè chú. Không chịu lắm, nó giờ tới giờ. Dạ. Thương quá nghe. Nghe nói cảm động quá mình về từ Sài Gòn phải về đây thăm chú đó. Cái đít chai chân. Nào giờ Thiện Nghĩa nhìn chú. Có duyên lắm đó nghe chú. Dạ. Di Đà Phật. Bữa nào quen đi Thiện Nghĩa đọc chuyện bên thầy cho nghe nghe, với đọc sấm giảng cho nghe nghe rồi tu luôn để kiếp sau nó thoát khỏi cái kiếp chó. Ở gần đây có thờ Đức Thầy nè, bà cụ cúng kiến hàng ngày rồi á, là nghe kinh kệ để kiếp sau mình không còn làm thân chó nữa. Bố liều chứ gặp như người ta ấy rồi là nó khôn. Tập cái này kia nữa. Chạy nó này kia khôn. Giống như chó này đứa bé khôn lắm mà.
Dạ, cái đầu tai dảnh này là thông minh đó. Thông minh thì nó chai đứt kiểu gì. Mắc cỡ. Dạ, chào cô. Chắc già hơn, dạ. Có mình chị Thủy, chó nó chắc nó còn trẻ hơn. Đi rồi, mắc cỡ rồi, đi rồi. Chú chó này giống mà em bé là cái gì ơi. Ai chứ được rồi. Quá tuyệt vời ha sư huynh. Đúng rồi. À thì sư huynh ơi, sư huynh đi tới đây mà gặp con chó gì đó thấy sao sư huynh? Đây mời nhà chú Út vô ha. Vô đây ngồi chơi. Kêu đi qua kìa. Mẹ ơi mẹ. Bỏ tôm ngay hả đâu không biết. Mẹ. Út thấy à. À chị kế bên nhà cũng thương nữa ha. Ai chị cũng kế thương bên là nha. Sao chị ơi? Chị qua đây chơi. Mẹ qua đây, mẹ qua đây kể cái chú chó này cái luôn chị. Thấy thương không? Có thương nữa không? Vậy đó hả? Qua đây kể hai ba người kể mới vui. Vậy đó ha. Tụi ăn chị kêu là nó chạy qua ha. Dạ rồi. Vậy thì kết thúc video luôn Minh Nghĩa. Giờ này cũng tối rồi. Cảm ơn cô Năm rất nhiều luôn ha. Cảm ơn chú Minh nha. Rồi. Kết thúc video không? Thì nói chung là Thiện Nghĩa cũng đã xem thế giới động vật rất là nhiều, yeah. Và cũng đã biết có rất nhiều chú chó. Những năm về trước Thiện Nghĩa cũng có gặp cái chú chó mà trên truyền thông á, nói là ông chủ mất á, nó cũng nằm trước cái mộ của ông nhiều năm, yeah. Khoảng 3-4 năm mà sau đó nó bệnh tiều tụy, nó vẫn nằm đó chứ nó không đi đâu hết. Cho nên là ông chủ tìm mà từ cái chỗ nhà của nó cách đó khoảng 5-6 cây số mà nó vẫn tìm đến cái chỗ mộ của ổng mà nó nằm đó hoài. Mà chú chó làm cho mọi người phải thức tỉnh, như là mọi người cảm động á, có như cả thế giới đều biết chú chó đó. Và hôm nay á, ở Việt Nam mình cũng có chú chó rất đặc biệt giống như chú chó đó đó, yeah. Cho nên mình cũng tò mò và cũng rất là yêu mến động vật, cho nên từ Sài Gòn phải về đây thăm chú coi có sự việc nó phải thật y như vậy không. Nếu mà y như vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải nhìn lại mình, tại vì chúng ta cũng phải biết ơn cha mẹ, ơn ông bà, ơn những người thân của mình đã giúp mình hạt cơm manh áo hay là giúp cho mình những cái gì đó, thì chúng ta phải biết tri ân. Thì hôm nay mình thấy chú chó này cũng là một cái điều mà làm cho mọi người cảm thấy rất là xúc động. Cái gì ơi, biết nhớ ơn chủ đã cứu mạng mình, cho nên nằm trên trước cái mộ này khoảng gần 6 năm trời như vậy, thì đó là một cái điều chúng ta rất là đáng trân trọng và rất là yêu thương. Và thì Nghĩa khuyên mọi người cũng không nên giết chó nữa nghe quý vị. Chúng ta phải yêu thương, mở rộng lòng yêu thương nó thì nó sẽ yêu thương mình. Nếu chúng ta ghét, chúng ta xua đuổi nó thì nó cũng cảm nhận được nghe quý vị. Xin chúc quý vị một ngày thật an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thì qua đây cho bố cũng chân thành cảm ơn sư huynh Thiện Nghĩa, chú Út và cô Năm và sư huynh cùng với ba. Thì xin chúc cho tất cả quý vị lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an đem đến cho quý vị nhé. Và cho bố cũng không quên chúc toàn thể quý vị và các bạn lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Hẹn lần sau về tiếp tục nha quý vị. Lần sau về tiếp tục quay cho quý vị xem tiếp những tập tiếp theo nha. Dạ, rất thú vị. Chó này hơi lạ ha. Hơi lạ, hơi đặc biệt á. Ngại ngùng. Canh hồi lúc sớm á, chú chó đi lại, mình đi lại. Thì chú chó giống như trẻ em vậy ta, biết hay gì á. Đi tới đi lại, đi tới lại. Sao á? Dạ, với cầm cây rồi quá chừng cây quy viên nè. Không biết nó nói chú Châu Phú phải giống bắt chó không mà nó chạy đi vòng vòng hoài à. Dạ, với là bắt chó nha. Dạ, xin chào. Cũng